Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC 24/7. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Công ty Quản lý Tài sản các Tổ chức Tín dụng VAMC vừa tiến hành thu giữ cao ốc phức hợp Sài Gòn One Tower để thu hồi khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng của chủ đầu tư. Đây cũng là tài sản đảm bảo đầu tiên bị thu giữ theo nghị quyết xử lý nợ xấu. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hôm 21 tháng 8, VAMC đã tiến hành thu giữ dự án đầu tư cao ốc phức hợp Sài Gòn MNC để xử lý và thu hồi nợ. Dự án đầu tư cao ốc phức hợp Sài Gòn MNC tọa lạc tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này là tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower cho khoản vay hơn 7.000 tỷ đồng tại VAMC. Cụ thể, VAMC đã ký hợp đồng mua nợ với một số tổ chức tín dụng đối với khoản nợ của nhóm khách hàng, bao gồm Công ty Sài Gòn One Tower, Công ty Đầu tư Liên Phát, Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Minh Quân, Công ty Tân Superdeck MNC. Tổng dư nợ tính cả gốc lẫn lãi đến thời điểm hiện nay đã lên trên 7.000 tỷ đồng, nhưng nhóm khách hàng không có phương án trả nợ khả thi. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa giải tỏa quyết định đình chỉ thi công 2 tháng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 319.3. Đơn vị thi công công trình cầu vượt thép nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm vì đã khắc phục sai phạm thi công vỉa hè đường Nguyễn Kiệm tốt và đóng phạt. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi quyết định đình chỉ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 319.3 đã tiến hành khắc phục sai phạm và đã hoàn thành toàn bộ công trình vỉa hè theo đúng thời gian cam kết. Đồng thời, công ty này cũng đã đóng phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, công ty có đơn xin thu hồi quyết định đình chỉ và cam kết thực hiện đúng quy định các hạng mục tiếp theo trong thời gian tới, nên thanh tra sở đã chấp thuận ngưng đình chỉ để đơn vị tiếp tục thực hiện tiếp công trình còn lại. Theo thanh tra Sở Giao thông thành phố, đây là gói thầu nhỏ nhưng mang tính cấp bách, góp phần giải quyết kẹt xe khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, vào ngày 15 tháng 8, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ 2 tháng đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 319.3 vì thực hiện công trình nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Kiệm quá bê bối. Các hố ga trước cửa nhà dân không đậy, không rào chắn, nhưng khi người dân ở khu vực bị ảnh hưởng góp ý thì đơn vị này không khắc phục mà lại còn thách thức người dân, đồng thời không chịu đóng phạt theo quy định. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa dự thảo nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam ra lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và doanh nghiệp. Đây được coi là nỗ lực bước đầu nhằm tạo dựng một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường hữu cơ thế giới đang tăng trưởng rất nhanh chóng, khoảng 10-15% một năm. Theo thống kê của Liên đoàn Quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ IFOAM, đến nay toàn thế giới đã có hơn 162 nước có canh tác hữu cơ. Tổng giá trị thị trường hữu cơ của 10 nước lớn nhất lên đến 72 tỷ đô la Mỹ theo con số ước tính năm 2014. Tại Việt Nam, diện tích nuôi trồng hữu cơ cũng đã tăng đáng kể trong 5 năm qua. Cụ thể, diện tích nuôi trồng hữu cơ năm 2015 ước đạt khoảng hơn 76.000 ha, tăng trên 3,6 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, trong khi nhiều nước đã ban hành tiêu chuẩn và các quy định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như Mỹ, EU, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, thì Việt Nam lại chưa có một nghị định cụ thể quy định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chưa có tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Thị trường nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vì thế mà đang phát triển chưa có định hướng rõ ràng, cũng như chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch để quản lý, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nông dân canh tác theo phương thức này. Xuất phát từ thực tế trên, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chủ trì soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trước khi trình chính phủ ban hành. Cái định hướng của ngành nông nghiệp là trước cơ sở yêu cầu của thực tiễn, nhất là những doanh nghiệp và những người sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang mong muốn, thì chúng tôi cũng định hướng là sẽ xây dựng cái cơ chế pháp lý để tạo điều kiện hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, để đảm bảo cái chất lượng thì chúng tôi cũng hướng tới là gì? Ngay cái tiêu chuẩn thì bộ tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ, cái này thì bộ tiêu chuẩn này là do Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ để có cái chỉnh sửa cho nó hợp lý trong cái thời gian tới. Theo cái hướng là sẽ vươn tiếp cận đối với các cái tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của quốc tế, đảm bảo vừa là phù hợp với cái điều kiện sản xuất của Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người sản xuất ở Việt Nam có thể tiếp cận được, nhưng đồng thời cũng là vươn đến với các nước, các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của quốc tế. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ có những cái cơ chế làm sao mà để cho các cái tổ chức chứng nhận hữu cơ của Việt Nam và các doanh nghiệp có điều kiện là tham gia liên kết liên danh với các cái tổ chức chứng nhận của các nước trên thế giới.
Dự thảo quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ như phải đáp ứng các điều kiện về đất, nước, thiết bị, phải có giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam, quy định về thanh, kiểm tra, xử phạt, vi phạm hành chính trong sản xuất hữu cơ. Nghị định cũng quy định các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ như áp dụng các chính sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã ban hành. Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác như ngân sách nhà nước đầu tư 100% khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, tập huấn tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ 50% chi phí thuê tổ chức chứng nhận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến các doanh nghiệp tại Hà Nội trước khi hoàn thiện dự thảo và tham mưu chính phủ. Bắt đầu với ý muốn kinh doanh những sản phẩm do mình nghiên cứu, nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh đã chọn cách tự sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Chưa có thống kê chính xác về tỷ lệ thành công, nhưng thực tế cho thấy nhiều dự án loay hoay và vấp phải khó khăn do thiếu am hiểu về kinh doanh và thị trường, hoặc có chăng chỉ thành công nhỏ ở mức kinh doanh đơn thuần, chứ chưa thật sự là khởi nghiệp. Hoạt động từ tháng 10 năm 2016, xưởng có diện tích 500m², nơi vỏ bưởi, chanh dây sấy được sản xuất theo quy trình nghiên cứu, giúp giữ nguyên các hoạt chất tự nhiên có lợi. Xưởng sản xuất này là kết quả của ý tưởng nghiên cứu thực phẩm từ những phụ phẩm nông nghiệp của thầy trò tiến sĩ Lê Trung Thiên, trưởng bộ môn kỹ thuật thực phẩm, khoa công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày có khoảng 100 đến 200 kg vỏ bưởi bán thành phẩm được sản xuất tại đây. Phần lớn các công đoạn đều do sinh viên trường thực hiện. Tuy nhiên, là người chuyên về nghiên cứu và không có kinh nghiệm về kinh doanh, tiến sĩ Lê Trung Thiên cho biết, dự án thực phẩm Nông Lâm gặp không ít khó khăn khi tiếp cận thị trường. Về cái bản này mình công nhận là bên mình thực ra với những người kỹ thuật là yếu, không cũng có thể là thiếu kiến thức hoặc là thiếu cái kinh nghiệm thực tế để có thể có được những thông tin chuẩn xác từ cái thị trường. Cái có lợi của tụi mình đó là mình giống như ở cái tư thế khởi động từ con số 0, cho nên cứ thử cái này được thì làm, không được thì thử sản phẩm khác. Thì cái quan trọng là khi mà khách hàng người ta phản hồi tốt thì đó thì từ đó đưa lên, chứ còn về gọi là kiến thức thị trường marketing hay này kia thì bây giờ tụi mình mới là phải thực sự suy nghĩ và cần những người có chuyên môn và có đam mê để làm. Chứ giai đoạn đầu thì chưa có nghĩ sâu xa vậy, cứ làm theo đam mê thôi. Dù là thương hiệu mới và còn nhiều khó khăn, nhưng dự án cũng đã gặt hái được một số kết quả tốt. Sản phẩm của họ bắt đầu xuất hiện trên những trang web thương mại, trạm dừng chân, những cửa hàng mini và ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng để đưa bất kỳ sản phẩm nghiên cứu nào ra thị trường, không phải nhà khoa học nào cũng có đủ điều kiện để thực hiện phép thử như vậy. Phòng thí nghiệm này là nơi nhóm sinh viên bộ môn công nghệ sinh học trường Đại học Bách Khoa đang làm chế phẩm sinh học dịch trùng vi sinh. Đây là một dạng phân bón hữu cơ. Chọn điểm bắt đầu khá vừa sức, nhóm sinh viên tự mang sản phẩm nghiên cứu xuống xin thử nghiệm ở các hợp tác xã, nhận được phản hồi khá tích cực từ các nhà vườn, một đơn hàng 20 lít vừa được đặt. Thành phẩm dịch ruồn vi sinh thực hiện hoàn toàn ở phòng thí nghiệm trường, máy móc do thầy cô hỗ trợ và phần lớn chi phí hóa chất cho các bạn sinh viên tự bỏ ra nên số lượng thành phẩm không nhiều, trung bình mất 5 đến 6 ngày cho một lần làm tối đa 12 lít dịch ruồn. Do đó với đơn hàng lần này phải chia làm 2 đợt mới có thể giao. Bạn Lê Huỳnh Phong, sinh viên bộ môn công nghệ sinh học trường Đại học Bách Khoa cho biết, dù muốn phát triển hơn nhưng chưa đủ điều kiện do số lượng thành phẩm được làm tại phòng thí nghiệm còn hạn chế. Thứ nhất về cái khó khăn lúc đầu vào trong phòng thí nghiệm thì lúc đầu tụi mình vào thì kiến thức vẫn chưa nhiều, với lại cái kỹ năng của tụi mình vẫn chưa tốt, nhưng mà sau một thời gian thực hiện thì kiến thức của tụi mình khá hơn và cái kỹ năng làm ở trong phòng thí nghiệm cũng như là làm sản phẩm của mình tốt hơn. Thứ hai là về cái tiền của tụi mình á, khi mà đầu tư vào thì không có được nhiều nên thiết bị dụng cụ hay là hóa chất của tụi mình cũng không có được đầy đủ. Và thứ ba là lúc mà mình vào phòng thí nghiệm thì số lượng sinh viên ở trong trường vào khá là nhiều nên mình phải tranh thủ thời gian. Và cái thời gian thực hiện của tụi mình là trong thời gian năm học nên tụi mình cũng phải tranh thủ. Bạn Phong cho biết nếu có đơn đặt hàng, với số lượng lớn các bạn phải bỏ tiền túi khoảng 15 đến 30 triệu để đặt thiết bị cho một mẻ lên men với dung tích là 150 lít. Dự án chỉ mới ở mức thực hiện những đơn hàng nhỏ. Qua hai ví dụ trên, dự án vỏ bưởi của thực phẩm Nông Lâm và sản phẩm phân bón hữu cơ của sinh viên Bách Khoa dù đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, nhưng chủ dự án chưa tính việc phải kêu gọi một số vốn hàng tỷ đồng để thật bùng nổ trong khởi nghiệp với dự án nghiên cứu khoa học của mình. Bởi vì quá trình khởi nghiệp, bên cạnh việc phải xuất phát từ ý tưởng có tính sáng tạo, đổi mới, chẳng hạn như có thể tạo ra một phân khúc mới trong sản xuất, một mô hình kinh doanh mới hoặc một loại công nghệ độc đáo mới, thì khi ý tưởng đó phát triển thành sản phẩm cụ thể và có thị trường rồi, thì nhà khởi nghiệp phải kêu gọi nguồn vốn rất lớn để có thể chiếm lĩnh phân khúc thị trường thật sự.
Giai đoạn này phải có sự tham gia của chuyên gia thị trường, marketing, nhà đầu tư mới có thể tạo ra được thành công cho những nhà khoa học khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh chưa hiểu rõ giữa lập nghiệp và khởi nghiệp, thiếu am hiểu về kinh doanh, giữ tâm lý tự làm từ từ nên nhiều dự án, công trình dù có tính công nghệ cao nhưng chỉ thành công ở mức lập nghiệp kinh doanh, xoay vòng lợi nhuận tiếp tục sản xuất chứ chưa thật sự khởi nghiệp. Một ví dụ khác đi ra từ cuộc thi nghiên cứu của trường, ý tưởng nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên như son môi, xà phòng handmade, tinh dầu tự nhiên của nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp không ít những lần thất bại. Xét về mặt sản phẩm của các bạn có nhiều điểm vượt trội do ứng dụng kết quả của những nghiên cứu về công nghệ sinh học. Tuy nhiên, khi tìm đường đưa sản phẩm của mình ra thị trường, bạn Huỳnh Linh Quý Hòa, trưởng nhóm dự án Mini Garden Store cho biết, ban đầu chỉ nghĩ đến có thể kiếm tuyệt tiền từ đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm, chứ chưa thật sự biết thương mại hóa ra sao. Thì khó khăn cũng khá là nhiều, tại vì mình chưa kinh nghiệm gì về khởi nghiệp hết và cũng chưa kinh nghiệm gì về cách thương mại hóa hết. Tại vì mình nghiên học mà, và kinh tế, thì mình khó khăn như là nhân sự. quản lý con người rất là nhiều, thì ban đầu mình tới khoảng 50 mấy người lận, nhân sự là khó quản lý, rồi về cách tạo ra vốn, cách xin hỗ tài trợ, rồi cách thương mại hóa bao bì nhãn mác, các quảng cáo, rồi nói chung rất khá là nhiều thứ, cả về nghiên cứu nữa. Rồi mình học thì chỉ là học những kiến thức cơ bản, không học chuyên sâu các về ngành liên quan đến gọi là ứng dụng, thì tụi mình phải học về nghiên cứu hàng năm cơ bản, nên mình rất học rất là nhiều cái khó khăn trong nghiên cứu nữa. Ông Phạm Duy Hiếu, CEO Startup Việt Nam Foundation đánh giá, có nhiều công trình nghiên cứu có tính công nghệ cao, nhưng tỷ lệ được thương mại hóa thành công còn rất ít. Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà khoa học đó là quá chú tâm vào sản phẩm, dẫn đến sản phẩm tạo ra không phù hợp với nhu cầu thị trường. Tiến sĩ Lê Trung Thiên cũng cho rằng, nhiều nhà khoa học như mình do chưa nắm rõ sự khác nhau giữa sản phẩm nghiên cứu và tiếp nhận của khách hàng, dẫn đến quá trình thương mại hóa thất bại. Tại vì các nhà khoa học họ cứ nghĩ là tôi làm cái gì tốt nhất, làm cái sản phẩm này có giá trị sức khỏe rất tốt rồi, nhưng mà ra thị trường nó cái người tiêu dùng họ sẽ có một cái cảm nghĩ khác, cái suy nghĩ khác, hay là họ đã bị chi phối từ lâu bởi những cái thực phẩm có sẵn trên thị trường rồi. Thì có một số người thật là giỏi tuyệt xuất, hoặc là ra một cái sản phẩm gì đó rất là xuất sắc đó, thì có thể là nó may mắn. Chứ còn đa phần các bạn ra trường một hai bạn mà sớm lại làm thì nó có thể thành công, nhưng mà phải kéo dài rất lâu. Mà kéo dài rất lâu rõ ràng là không có kinh phí để sống được. Lúc đó bố mẹ không cho tiền mà không có thu nhập. Rất là nhiều bạn thấy gặp là bỏ đam mê giữa chừng. Nên cái quan trọng ban đầu á, là phải kết hợp với một người nào đó có kinh nghiệm. Nhà khoa học khởi nghiệp có lợi thế khi những ý tưởng của họ xuất phát từ các nghiên cứu do tính công nghệ, kỹ thuật rất cao. Tuy nhiên, một khi đã đưa sản phẩm ra thị trường, nhà khoa học phải tiếp cận kinh doanh những thứ không thuộc chuyên môn của họ, dù là lập nghiệp hay khởi nghiệp. Nhà khoa học muốn thành công vẫn phải cân nhắc việc tìm kiếm những liên kết hỗ trợ khi muốn tham gia vào thương mại hóa nghiên cứu ứng dụng. Và trong phần tiếp theo của bản tin FBNC 24/7, chúng tôi xin chuyển lịch vị các thông tin chính như sau. Chưa thể kết luận thương nhân nước ngoài thao túng thị trường hồ tiêu.